chào các bạn. Các bạn ơi, ở trên tay mình đây là một rổ thịt gà. Đây là gà Tam Hoàng này các bạn. Sáng nay mình đi chợ, mình mua cái chỗ này là 800g gà Tam Hoàng. Mình đã chặt những cái miếng nó vừa ăn và mình đã rửa sạch để ráo. Ở bên này là mình có 100g củ nén này các bạn. Bữa nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cách làm thịt gà kho với củ nén. Tức là hai cái nguyên liệu chính là thịt gà và củ nén thôi nè. Rồi bây giờ ở chỗ này là mình có những cái gia vị mà để mình nêm nếm nè các bạn. Đầu tiên ở đây là nước mắm nè. Rồi đây là dầu hào. Ở đây là dầu màu điều nè. Rồi có ớt bột. Rồi có bột nêm, bột ngọt và đường. Bây giờ đầu tiên đó là mình sẽ mang cái phần củ nén này. Cái củ nén này là mình đã rửa sạch sẽ rồi các bạn. Bây giờ là mình mang đi để mình giã nhỏ hoặc là băm nhỏ. Mà chắc có lẽ mình giã đi, giã để cho nó ngon ha. Củ nén đó, mình đã mang đi để mình giã. Mình không cần phải giã nhuyễn đó. Mình giã nó dập dập thôi là được rồi nè các bạn. Rồi bây giờ là mình tới công đoạn ướp thịt gà này các bạn. Mình cho thịt gà vô trong một cái tô. Cái chỗ phần củ nén này này mình ướp hai phần. Còn một phần đó mình để lại để một lát nữa mình tao với dầu ăn ha. Ướp hai phần cho nó ngon. Rồi bây giờ là mình ướp tới những cái gia vị này nè các bạn. Đầu tiên là nước mắm mình cho vô 2 muỗng canh. Vì cái lượng gà của mình đây là tới 800g á các bạn. Cho nên là mình ướp 2 muỗng canh là không có mặn nha. Bây giờ tới dầu hào nè. Dầu hào mình cũng cho vô 2 muỗng luôn. Và bây giờ tới dầu màu điều nè các bạn. Dầu màu điều á thì cái mục đích á là mình cho vô để cho cái thịt gà của mình nó có một cái màu đẹp nha. Cũng 2 muỗng luôn. Rồi tiếp tục là tới đường nè các bạn. Đường thì mình có thể cho một muỗng thôi. Nếu mà ai ăn ngọt đó thì cho thêm. Còn mình thì mình nêm như vậy thôi nha. Bột nêm. Bột nêm thì mình cho khoảng 3 muỗng này này. Vì 3 muỗng này là 3 muỗng nhỏ. Bột ngọt 2 muỗng nha. Cái này nó là muỗng nhỏ. Tuy mình gọi là muỗng mà thực ra nó là muỗng nhỏ. Ớt bột. Ớt bột mình có thể cho một muỗng đầy như vậy thôi các bạn. Rồi khi mình đã cho hết tất cả như vậy tổng cộng là 8 cái món mà gia vị á các bạn. Mình cho vô xong thì mình sẽ đảo đều ha. Mình còn thêm một món gia vị nữa là tiêu á các bạn. Nhưng mà mình không có cho vào lúc này. Mình để khi mà mình kho xong rồi mình múc ra tô rồi mình mới rắc tiêu lên nha. Rồi. Đảo cho nó đều. Và mình sẽ để gà ướp với những gia vị này khoảng 30 phút sau thì mình mang đi kho nha. Mình bật lửa bếp lên nè, rồi mình bắc lên đây một cái nồi sạch, cho vô đây khoảng hơn một muỗng dầu ăn nha. Để khi mà dầu ăn nóng rồi thì mình cho cái củ nén này, mình phi cho nó thơm nha. Cái phần củ nén còn lại 1/3 đó các bạn, mình sẽ phi cho cái củ nén nó vàng vàng ha.
mình cho chỗ thịt gà mình ướp với những cái gia vị khi nãy vô hết nha. Cho vô. Và mình đảo đều đi nha. Mình xào cho thịt nó săn lại á. Các bạn thấy những cái miếng thịt gà nó ngon chưa nè. Cái mùi thơm của củ nén á, nó cũng thơm lắm các bạn. Vì mình làm cái món gà kho với củ nén cho nên là mình không có sử dụng củ hành và củ tỏi. Mình làm toàn bộ là củ nén á, để cho nó có cái mùi thơm mà đặc trưng của củ nén á các bạn. Thì mình đảo lên cái mùi củ nén nó cũng thơm lắm. Mình xào một chập để cho cái thịt gà nó săn săn lại nha. Mình đảo khoảng 5 phút, thịt gà nó đã săn rồi nè các bạn. Giờ mình chế nước lọc vô để mình kho cho thịt nó mềm nha. Mình có thể chế nó hơi xâm xấp thịt đó các bạn. Mình cho vô rồi cái mình giặt giặt để cho thịt đó nó nằm ở dưới nước nè. Nó xâm xấp như vậy là được rồi nè. Giặt giặt cho nó nằm dưới nước. Wow, cái mùi nó thơm lắm nè. Rồi, bây giờ là mình đậy nắp lại. Và mình nấu cho tới khi mà nước nó cạn lại á thì mới được nha. Mình cứ để nấu. Vậy là mình nấu khoảng cỡ 20 phút sau á thì nước nó mới rạc lại. Wow. Nồi thịt gà kho với củ nén của mình nó đã rạc rồi nè các bạn, nó còn có xíu nước nè. Trước khi mình tắt bếp thì mình nêm vô một ít hành lá mình cắt nhỏ nè các bạn. Mình đảo cho đều ha. Rồi mình tắt bếp nè. Ở đây mình có chuẩn bị một cái dĩa để mình múc ra nè các bạn. Wow. Khi mà mình kho nó rạt rạt lại các bạn, cái nước nó mình thấy nó sền sệt luôn nè. Nó dẻo dẻo. Rất là ngon luôn đó các bạn. Nó còn lại một xíu nước thôi là vừa rồi. Mình kho thì mình để trên đó thôi, để một xíu nước để cho cái miếng thịt gà nó ngon thôi chứ mình không để nước nhiều ha. Mình sẽ múc hết nè các bạn này. Cái phần dưới này nó là những cái củ nén nó mới ngon này các bạn. Mình cho nó lên, mình rã lên trên. Cái mùi nén là cái mùi mà đặc trưng luôn á, cho nên là mình làm đặc biệt một loại củ nén thôi. Thơm phức cả các bạn. Sửa lại xíu ha. Trước khi mà mình ăn đó các bạn thì mình đây là tiêu này các bạn. Mình sẽ rắc thêm ít tiêu hột. Tiêu bột chứ. Mình rắc một lớp ở trên mặt đó. Mình ăn thì nó có cái vị cay cay của tiêu và vị thơm của tiêu nữa. Cuối cùng là mình đã có được một dĩa thịt gà kho với củ nén. Rất là ngon luôn đó các bạn. Và thơm lắm này. Cái này món này mình ăn với lại cơm nóng thì hết cơm luôn đó các bạn. Mến chào các bạn nha.